Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng, do ảnh hưởng của thời tiết đối lưu mạnh như xoáy thấp, trong 2 ngày qua, địa phương các khu vực ở Liêu Ninh, Ben Si, Hulu Giao, Chao Giang, Tie Linh và các thành phố khác đã giảm đáng kể. Trong cơn mưa xối xả, một số khu vực đổ mưa lớn và một số vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt, nhưng không có thương vong được báo cáo. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Liêu Ninh, tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Gen, thành phố Ben Si. Lượng mưa tích lũy tại Gapu Lebao trong khu vực này là 205mm, trong đó lượng mưa lớn nhất ở 6 giờ là 153mm. Sông Jaja, một phụ lưu của sông Hun Siang, có lưu lượng đỉnh lũ. Trước và sau trận mưa, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán quận Gen đã cử một nhóm công tác đến thị trấn Bulaibao, nơi hứng chịu trận mưa bão để hướng dẫn cứu hộ. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, khu đã chuyển khẩn cấp hơn 280/450 hộ tới nơi tạm trú an toàn. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, đây là trận mưa lớn kể từ đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè ở Liêu Ninh. Các bộ phận kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo sớm và triển khai phòng chống lũ lụt trên sông lớn và hồ chứa ở Liêu Ninh. May mắn thay không có thương vong xảy ra. Tình hình thiên tai chi tiết tại một số khu vực bị ảnh hưởng đang được điều tra và thống kê. Tin cho hay, theo dự báo của các cơ quan phòng chống lũ lụt, tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và tình hình nước lũ, kịp thời triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Đồng thời, Chi cục Thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, canh gác các hồ chứa để đảm bảo an toàn các hồ chứa. Kể từ 0 giờ ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào tối ngày hôm trước, Lưu Y Phan, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc và Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh gọi tắt là Jeff Handing Finger đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp, tập trung vào sự nguy hiểm của hồ chứa Suziahe và các điều kiện lũ lụt và thảm họa kể từ khi mưa đến, cũng như xu hướng thời tiết trong những ngày tới. Sau đó, Chỉ huy phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào 0 giờ ngày hôm qua theo các quy định của kế hoạch khẩn cấp cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu, tại tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn và mạnh, với 3 đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn, phạm vi rộng và thiên tai địa phương nghiêm trọng. Ví dụ, ở huyện Đinh Than, tỉnh Hồ Bắc, trận mưa lên tới 331mm và lượng mưa hàng ngày lên tới 240mm, tức là 50 năm mới có một lần. Nhiều lần mưa với cường độ cao, lượng mưa lớn cục bộ đã gây ra nhiều loại thiên tai như mưa xối xả và lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn, ngập úng đất nông nghiệp. Theo thống kê sơ bộ của Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày hôm qua, 49 quận, 425 thị trấn, 4,217 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,507 triệu hectare. Vào ngày hôm nay, khu vực hồ chứa Suziahe ở Siaogan đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn và nền thứ cấp của con đập bị sụt lún 48m². Wang Hongfa, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc, nói rằng các thảm họa nguy hiểm và điều kiện lũ lụt hiện tại ở sông Phu ở tỉnh Hồ Bắc phù hợp với các quy định của kế hoạch khẩn cấp cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh để kích hoạt phản ứng 4 cấp. Ngoài ra, do Hồ Bắc vẫn đang trong mùa mưa và lũ lụt chính, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai là rất khó khăn. Sau khi ứng phó khẩn cấp 4 cấp được triển khai, theo đúng quy trình quy định, Bộ CHQS tỉnh và các sở chỉ huy quốc phòng thành phố và bang liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chẳng hạn như kiểm soát lũ lụt trong nhiệm vụ bảo vệ kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin, lập lịch kế hoạch và báo cáo thông tin cụ thể. Thời kỳ mưa bão ngắn xen kẽ sắp kết thúc, từ 2 ngày qua, đợt mưa lớn thứ 3 trong thời kỳ mưa me sẽ đổ bộ vào tỉnh Hồ Bắc từ Tây sang Đông và các khu vực mưa chính nằm ở miền Trung và miền Đông. Kể từ đầu mùa mưa, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu 2 trận mưa lớn, một số khu vực đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết, trong đợt mưa to đợt này, các vùng mưa chính là miền Trung và miền Đông của cả nước, lượng mưa lớn nhất có thể lên tới 150-200mm, rất dễ xảy ra thảm họa. Chỉ huy phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã phát đi thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho đợt mưa lũ lớn mới. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt trên các sông, hồ, hồ chứa, tập trung phòng chống lũ vừa và nhỏ trên sông, ngòi, an ninh hầm, hồ chứa nhỏ, thủy điện đang xây dựng. Trong phạm vi của đợt mưa mới, các hồ chứa đều đã xả lũ. Các hồ chứa này có tiêu chuẩn kiểm soát lũ thấp và một khi gặp mưa lớn, an toàn phòng chống lũ chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ tỉnh nhấn mạnh cần chuẩn hóa công tác điều động và quản lý các hồ chứa, thực hiện điều chỉnh trước và tiêu trước theo diễn biến thời tiết.
Khi hồ chứa gặp nguy hiểm, mực nước phải được kiểm soát hoặc vận hành hồ chứa trong tình trạng cạn kiệt, cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, không bao giờ để xảy ra hiện tượng tự ý quản lý, vận hành không được phép, nghiêm túc kỷ luật điều động hồ chứa, tăng cường hệ thống trách nhiệm điều hành lũ hồ chứa, người nào không thực hiện quy chế điều động, lệnh điều động phải bị điều tra, xử lý nghiêm. Nếu để xảy ra tai nạn trong lũ tiêu chuẩn thì chỉ huy phòng chống lụt bão và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Một đợt mưa lớn và lũ lụt mới sắp đến và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã triển khai để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vừa qua, Zhou Jia, Phó Thống đốc điều hành tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nghe báo cáo của các cơ quan kiểm soát lũ lụt, khí tượng và các bộ phận khác về kiểm soát lũ lụt hiện tại và cứu trợ thiên tai, triển khai và tăng cường phòng chống lũ lụt, công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu thực hiện trách nhiệm phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, làng Tu O Lie, thị trấn Cao A, huyện Hai Chua Chiu An, Ninh Hạ đã xảy ra lũ quét do mưa lớn bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt. Đến 13 giờ 46 phút, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy đội cứu hỏa Ninh Hạ Kho lập tức chỉ huy Sở cứu hỏa huyện Hải Nguyên và đội tổ chức cứu hộ điều động xe cứu hỏa, mang theo thiết bị cứu hộ, khẩn trương đến tuyến đầu thảm họa ứng cứu. Đến 14 giờ 57 cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa đến làng Tu O Lie, thị trấn Cao A, nơi bị lũ cuốn trôi, phát hiện một số tuyến đường và phần lớn diện tích đất canh tác bị ngập hoàn toàn, nhà dân bị sạt lở chìm trong nước lũ hoàn toàn. Các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng được chia thành hai nhóm, một nhóm tiến hành di rời lũ, nhóm còn lại khẩn trương tìm kiếm và sơ tán dân làng bị mắc kẹt. Đến 16 giờ 12 phút, một ngôi nhà bị sập do nước ngập sâu, nhưng rất may không có ai bị thương. Lúc 16 giờ 51 phút, lực lượng tiếp viện từ đội cứu hỏa quận Hải Nguyên đã đến hiện trường. Đến 18 giờ 21 phút, sau khi nhóm cán bộ, chiến sĩ đầu tiên di tản ra đường, rút nước, mực nước của hầu hết các điểm lũ phù sa đã giảm xuống đáng kể. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ tổ 2 đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt. Sau gần 6 giờ chiến đấu liên tục, các cán bộ, chiến sĩ đã sơ tán thành công hơn 80 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và giải cứu tài sản trị giá 250.000 nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã làm sập 8 nhà, 19 nhà không ở được, 108 nhà bị lũ cuốn trôi, 24.630 ha đất ruộng bị ngập. Chiều ngày hôm nay, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Siang-hi, huyện Li, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lăn xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Li u ám và mưa, ở làng Tian Xiaping, thị trấn Siang-hi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay mặt ra đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn. Đột nhiên, có một tiếng động bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hộ chuyên trách GA của chính quyền nhân dân quận Ly đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không có nguy cơ sập núi sau quy mô lớn, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật, cứu hộ. Nhân viên và cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng. Sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực, họ đã vào trong cửa hàng để giải cứu. Hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 5 phút, lối thoát hiểm đã được mở, hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng nhưng rất may họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục xả nước, lũ dồn về trung và hạ lưu. Các thành phố ven sông Dương Tử đã phải phát cảnh báo sớm. Lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn, lũ dần di chuyển về phía hạ lưu. Thông tin giám sát nước của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đột ngột dừng lại vào tối ngày qua và đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Thời gian ngừng hoạt động đã kéo dài 6 giờ do mực nước hồ Bà Dương tiếp tục dâng cao. Mực nước ở hạ lưu Nam Kinh cũng đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử. Thông tin về dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp của Trung Quốc đã bị cắt trong vài giờ vào tối ngày hôm qua mà không rõ lý do. Mạng lưới thủy văn sông Dương Tử chính thức của Trung Quốc được cập nhật ít nhất mỗi giờ một lần và ngay lập tức thông báo dòng chảy vào và chảy ra của 14 trạm giám sát chế độ nước trong lưu vực sông Dương Tử, cũng như mực nước mới nhất là 43.000 m3 và mực nước sản lượng là 28.800 m3 mỗi giây. Thật bất ngờ,
thông tin dòng nước vào đột ngột dừng lại. Cho đến nay lúc 2 giờ sáng, thông tin quan trắc nước của hồ chứa Tam Hiệp đã trở lại bình thường và thời gian tắt máy đến 6 giờ. Khu vực xung quanh hồ Po Chang ở trung lưu sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã đưa tin rằng nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ màu đỏ và hồ Bà Dương tiếp tục bị ngập lụt. Mực nước dọc sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc đã vượt mực nước cảnh báo, lũ đang dần nhấn chìm các bờ sông. Theo báo cáo của tin tức buổi tối Dương Tử, mực nước của thành phố Nam Kinh ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo và đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử, đạt 10,1m. Kỷ lục cao nhất từng đạt là 10,22m được thiết lập vào năm 1954 với tốc độ 84.600 m³/giây, tốc độ dòng chảy đứng thứ 2 trong lịch sử, chỉ đứng sau 92.600 m³/giây vào năm 1954. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở Nam Kinh đang rất nghiêm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của TenKNH ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên TenKNH. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc đưa tin, Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi trong mấy ngày vừa qua quân đội của Mỹ và Trung Quốc liên tục đụng độ nhau, hải quân không quân của hai nước liên tục ăn miếng trả miếng để trả thù việc không quân của Mỹ dội bom lên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã ngay lập tức điều động rất nhiều tàu chiến mang tên lửa và máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông để phóng hỏa bắn rơi 7 máy bay không người lái của không quân Mỹ. Theo một vị tướng giấu tên trong quân đội của Bắc Kinh, cho rằng hải quân và không quân của chúng tôi nghe tin ở ngoài Biển Đông đang có 20 máy bay của không quân Mỹ đang càn quét, phong tỏa, bao vây và cho dội bom lên tàu sân bay mới nhất của chúng tôi. Nhận được tin này, chúng tôi rất giận dữ và quyết tâm phải khai hỏa. Đáp trả lại phía Mỹ, lực lượng hải quân không quân của chúng tôi đã điều động một lực lượng hùng mạnh nhất từ trước tới nay, gồm 50 tàu chiến chứa tên lửa siêu hạng và pháo cối, cùng 100 máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông nhanh chóng áp sát mục tiêu dàn trận để bắn hạ nhóm máy bay của Mỹ do đội hình hùng mạnh và bài binh bố trận hợp lý. Phía Mỹ đã không kịp trở tay và không quân hải quân của chúng tôi đã tiêu diệt được tổng cộng 7 máy bay, trong đó có 3 máy bay ném bom và 4 máy bay không người lái của Mỹ, buộc Mỹ phải tháo chạy ra khỏi Biển Đông. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị chỉ huy trong hải quân của Trung Quốc cho biết, cuộc đánh sáp lá cà đó đã làm cho quân đội của Mỹ choáng váng. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được trận chiến và kết quả chúng tôi đã bắn hạ được 7 máy bay của Mỹ. Đó là một chiến tích tuyệt vời của quân đội chúng tôi. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng cho biết, chúng tôi đã cảnh báo trước cho Bộ Quốc phòng Hải quân Không quân của phía Hoa Kỳ biết từ trước rằng Mỹ cho dừng ngay các hoạt động gây hấn cũng như gây sức ép lên phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không Mỹ sẽ nhận được kết quả đau thương. Tuy nhiên, phía Mỹ đã phớt lờ không nghe những lời cảnh báo của chúng tôi, mà trong thời gian dài vừa qua, quân đội của Mỹ vẫn ngang nhiên điều các tàu khu trục, tuần duyên, tàu sân bay USS, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu chiến mang tên lửa và lính thủy đánh bộ tiến sát vào các hòn đảo nhân tạo của phía chúng tôi để dọa nạt, uy hiếp, hòng phá hủy các hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi đang cho xây dựng hợp pháp ở ngoài Biển Đông, cho nên buộc chúng tôi phải ra tay trừng trị Mỹ. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ông Cảnh Sảng còn nhấn mạnh thêm, đây đúng là lời cảnh báo và lời nhắc nhở đối với Mỹ cũng như những nước nào đó đang có ý định xâm phạm đến lãnh hải, đến lãnh thổ của phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt và quân đội của Trung Quốc luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, để đáp trả lại những nước nào có thù địch với Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng còn nhắc đi nhắc lại rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình. Trung Quốc không bao giờ đi xâm chiếm các nước khác. Trung Quốc luôn muốn giữ an ninh cho Biển Đông. Nhưng bất kể ai, bất kỳ nước nào có ý định xâm chiếm hoặc xâm phạm đến ranh giới phân định trên Biển Đông không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc thì tất cả sẽ trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông đúng vào thời điểm mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đang có chuyến công du châu Á mấy ngày vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm và làm việc tại Ấn Độ, Hàn Quốc và ông Lloyd Austin đang dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng về Biển Đông với 10 bộ trưởng quốc phòng của các nước Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan. Theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết quân đội của Mỹ đang xác định xem có đúng như tờ báo của Trung Quốc đưa tin rằng Hải quân không quân của Bắc Kinh đã bắn rơi 7 máy bay của Mỹ hay không.
Nhưng theo tiết lộ của một đô đốc thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, mới đây chúng tôi đã điều động hai máy bay ném bom và hạ gục tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc do đã có hành vi gây hấn cũng như thách thức hải quân của chúng tôi. Khi chúng tôi điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông thì tàu sân bay của phía Trung Quốc đã lao ra hăm dọa cũng như uy hiếp tàu khu trục của chúng tôi, buộc chúng tôi phải tự bảo vệ. Và hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đã điều 20 máy bay ném bom cho phá hủy con tàu sân bay mới nhất của phía Trung Quốc. Sau cuộc oanh tạc đó, các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ đã quay trở về căn cứ quân sự thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở một hòn đảo của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Chúng tôi xác nhận rằng không có bất kỳ một máy bay nào bị mất tích hay bị bắn hạ. Chắc chắn phía Trung Quốc đã đưa tin sai sự thật để đánh lừa địch. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, hiện Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin, đang có một cuộc gặp kín với người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa ở Bangkok, Thái Lan, bên lề hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN. Theo hãng Reuters đưa tin, Trung Quốc tố ngược Mỹ làm căng thẳng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp tại Bangkok, Thái Lan vào hôm 25 tháng 8. Phía Bắc Kinh đã yêu cầu phía Mỹ ngừng ngay phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Theo hãng ABC News cho biết, trong bài phát biểu trước báo giới tại Bangkok, Thái Lan, sáng ngày 25 tháng 8, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ quan điểm mong muốn Mỹ sẽ chấm dứt những động thái mà họ gọi là những hành vi khiêu khích ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ ngừng phô trương sức mạnh tại Biển Đông, không nên khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin báo giới, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa gặp người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin bên lề hội nghị Bộ trưởng cấp cao ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADM cộng, nghĩa là gồm 10 Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN và 2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng Trung Quốc tham dự hội nghị đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan thời gian qua, phía Washington đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo và cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc đã gây ra một loạt những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông khi điều một nhóm tàu để bảo vệ con tàu hải dương Địa chấn 9 xâm phạm đến vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là xâm phạm đến vùng biển của Philippines, Malaysia và Brunei. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin phát biểu quan điểm rằng Bắc Kinh đã tăng cường việc cưỡng ép cũng như hăm dọa bắt nạt để xúc tiến các mục tiêu chiến lược của họ nhằm tham vọng độc chiếm Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng khối ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thẳng thắn khẳng định Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian vừa qua và yêu cầu phía Trung Quốc ngừng ngay những hành động gây hấn cũng như bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không các nước sẽ bắt tay nhau để trừng trị phía Trung Quốc. Ngay sau bài phát biểu của ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, thì ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã phản bác ý kiến của ông Lloyd Austin và ông Ngụy Phượng Hòa còn tố ngược chính Mỹ là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua, chứ không phải là Trung Quốc, ông Hòa nhấn mạnh. Phía Mỹ liên tiếp điều các tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ tiến vào Biển Đông, tiến sát vào các đảo nhân tạo được xây dựng hợp pháp của chúng tôi ở ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh cũng như uy hiếp phía Trung Quốc. Nhân đây, chúng tôi cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ trong thời gian tới cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi ngoài Biển Đông để trả lại cho Biển Đông êm đềm như nó vốn đã từng có. Cũng trong buổi gặp giữa hai Bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa yêu cầu Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề Đài Loan và vấn đề Hồng Kông. Đài Loan và Hồng Kông sẽ để tự cho phía Trung Quốc giải quyết và phía Mỹ không nên nhúng tay vào, nếu không sẽ làm cho tình hình càng thêm phức tạp và căng thẳng thêm. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ngoài Biển Đông, quân đội và hải quân của Trung Quốc liên tục có những cuộc đụng độ, xô xát và căng thẳng với cả hải quân cũng như quân đội của Hoa Kỳ. Còn trên mặt trận báo chí thì hai bên bộ trưởng của Mỹ và Trung Quốc liên tục gay gắt với nhau bằng những lời lẽ đanh thép và không bên nào chịu nhường bên nào. Chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Bởi vì trong một cuộc họp kín quan trọng diễn ra tại Bangkok, Thái Lan giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, hai bên vẫn chưa tìm ra một phương án tích cực cho Biển Đông và chắc chắn nó sẽ còn rất phức tạp và khôn lường trong thời gian sắp tới.
Tin rúng động Trung Quốc chiều hôm qua, bất ngờ Hải quân của Nga phóng tên lửa bắn chìm 3 tàu Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi hôm qua vào lúc 16 giờ Việt Nam, trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ dữ dội giữa Hải quân của Nga và Hải quân phía Trung Quốc. Theo ghi nhận ban đầu cho biết, cuộc đụng độ trên đã làm ít nhất 3 tàu của phía Trung Quốc bị đánh chìm xuống đáy Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi mà Bắc Kinh cho một đội tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng tấn công một con tàu chở dầu thuộc tập đoàn Rosneft của Nga khi một tàu này đang di chuyển qua eo biển Malacca gần với cả đất nước Indonesia. Theo tờ báo Moscow, trích dẫn lời một vị chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, đô đốc Hakov cho biết vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm kia, khi chúng tôi đang cho hải quân tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa, bắn phá các mục tiêu chống khủng bố và cướp biển, thì nhận được một tin báo khẩn cấp từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết tại vùng Biển Đông, nơi tiếp giáp giữa Indonesia và Singapore, một tàu chở dầu cỡ lớn thuộc tập đoàn khai thác dầu khí của Nga có tên là Rosneft đang bị một nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, hòng đe dọa bắt nạt, không cho tàu hàng của phía chúng tôi di chuyển qua eo biển Malacca. Thông tin ban đầu cho biết, một nhóm tàu phía Trung Quốc gồm một tàu mang phù hiệu cảnh sát biển Bắc Kinh, một tàu sân bay có tên là Sơn Đông, 4 tàu do thám, 2 tàu chiến mang theo máy bay J-15 và tên lửa đã lao ra ngăn chặn đòi khám xét và bắt con tàu chở hàng của phía chúng tôi dừng lại. Trên loa phóng thanh, phía tàu của Trung Quốc còn phát đi thông báo nếu tàu chở dầu của chúng tôi không cho dừng lại để khám xét, kiểm tra thì hải quân của Bắc Kinh sẽ cho phun vòi rồng, thậm chí có thể đánh sập hoặc đốt cháy. Và khi nhận được tin cấp báo đó, hạm đội Biển Đen đã ngay lập tức điều gấp 2 tàu ngầm Kilo đang tuần tra ở ngoài Biển Đông, 4 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường, vô số máy bay trinh sát và ném bom di chuyển gấp tới vị trí nơi được cho là đang xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa. Vị chỉ huy hạm đội đen của Nga còn nói tiếp, chúng tôi chưa kịp di chuyển vào phía bên trong eo biển của Malacca thì đã bị một nhóm tàu do thám của phía Trung Quốc mai phục ở vòng ngoài, bí mật cho bắn đạn thật tấn công lực lượng hải quân của chúng tôi, và ngay sau đó hai bên đã xảy ra cuộc đối đầu hết sức căng thẳng với một đội hình lớn mạnh và được trang bị vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới. Hạm đội Biển Đen của chúng tôi đã quyết định cho tàu ngầm phóng 3 quả ngư lôi, đồng thời cho tàu chiến phóng 6 quả tên lửa. Cùng lúc đó là máy bay của chúng tôi đã cho dội bom và chỉ mất chưa đầy 10 phút. 3 tàu của phía Trung Quốc đã bị bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy của Biển Đông khi mà liên tục trúng tên lửa ngư lôi của Hải quân. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sau khi phát hiện nhóm tàu do thám phục kích ở vòng ngoài bị bắn cháy, phía Trung Quốc đã vội vã cho toàn bộ tàu thuyền ở vòng trong rút quân tẩu thoát về một căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trái phép gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nhà quan sát cho biết tiếp, hạm đội Biển Đen của Nga đúng là quá uy lực và mạnh mẽ khi chỉ mất một thời gian rất ngắn đã đánh cho nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc tan tành. Thưa quý vị, được biết tàu chở dầu cỡ lớn trên Biển Đông của tập đoàn Rosneft của Nga không chỉ nổi tiếng ở Moscow mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới khi tập đoàn Rosneft này liên tục xếp top 1 về sản lượng khai thác dầu khí. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, hiện tại tập đoàn Rosneft của Nga đang hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn quốc gia dầu khí của Việt Nam tại vùng biển của Việt Nam, và việc hạm đội Biển Đen Moscow bắn cháy 3 tàu của phía Trung Quốc cũng được coi là đang bảo vệ Việt Nam. Tờ báo của Jakarta còn cho biết thêm, hiện tại thì Tổng thống Widodo của Indonesia cũng đang muốn mời chính quyền Tổng thống ông Putin và tập đoàn Rosneft này sang hợp tác khai thác dầu khí với cả Indonesia tại vùng biển Natuna, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đấu súng giữa hải quân Indonesia và phía Trung Quốc. Bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình đang nhòm ngó và muốn sở hữu xâm chiếm vùng biển Natuna này về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, đang có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới tại vùng biển này. Các nước như Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Brunei được cho là đang có những mỏ khí có trữ lượng hàng tỷ mét khối, và đó chính là những miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc đang thèm muốn, đang muốn sở hữu và muốn chiếm đóng. Đó là những lý do mà trong thời gian dài vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục điều tàu khu trục, điều tàu chiến mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm các nước trong khu vực Đông Nam Á, hòng chiếm lĩnh các mỏ dầu khí nói trên.
Các nhà nghiên cứu về Biển Đông khuyên các nước phải hết sức cảnh giác với phía Bắc Kinh, cũng như phải kết hợp chặt chẽ với nhau để đẩy lùi những cái mối nguy hiểm, những cái âm mưu thôn tính Biển Đông từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Các nước trong khu vực cũng kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Nga, hãy ra tay trừng trị thói hung hăng ngang tàn bành trướng của phía Trung Quốc để trả lại êm đềm cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bị mất lòng tin đối với các nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Ý kiến cho rằng Trung Quốc đã mất hết lòng tin khi những vụ lùm xùm của dự án vành đai và con đường bị đổ bể, tiếp đến là hàng loạt các dự án lớn như cầu, cống, điện, đường, trường, trạm, nhất là dự án dầu khí Bắc Kinh cũng luôn có những nhà thầu yếu kém đội vốn và không hoàn thành tiến độ như những lời hứa của các nhà thầu Trung Quốc khi mà dự thầu. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã mất đi lòng tin, không được các nước trong khu vực tin tưởng. Ngoài ra, Bắc Kinh luôn muốn thôn tính khi cho hải quân của nước mình sử dụng vũ lực để ép các nước trong khu vực phải nghe theo phía Trung Quốc. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với các nước xung quanh mình. Và bây giờ thì hầu như các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft của Nga, tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia đã và đang hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, Indonesia và một số nước trong khu vực ngoại trừ Philippines. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình không hài lòng và luôn tỏ ra ghen tị. Chính vì lẽ đó mà Bắc Kinh đã bí mật sử dụng tàu thuyền liên tục tiến ra ngoài Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn cản các tàu chở dầu. Các tập đoàn dầu khí của phương Tây hợp tác làm ăn với cả khối ASEAN. Theo các nhà phân tích cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá sai lầm khi đi gây hấn, gây gổ với cả Mỹ, Nga và một số nước được cho là không những lớn mạnh về kinh tế, mà cả quân sự họ cũng đang đứng top đầu của thế giới. Chính vì lẽ đó mà hôm qua, Bắc Kinh đã phải trả một cái giá được cho là rất đắt khi mà hạm đội Biển Đen của Nga bắn cháy 3 tàu do thám để ra mặt chính quyền của Bắc Kinh, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo Thời báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi bắn cháy 3 tàu do thám ở ngoài Biển Đông, một số quan chức trong chính phủ Trung Quốc đang tỏ ra hết sức tức giận và họ nói rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch để trả đũa Nga. Tuy nhiên, Moscow vừa cho biết các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, tên lửa của hạm đội đen của Nga luôn sẵn sàng chiến đấu. Hải quân của Moscow đã được đặt trong trạng thái báo động nếu như phía Trung Quốc phản đòn. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, vào lúc 22 giờ đêm ngày hôm qua, quân đội của Bình Nhưỡng đã cho nổ súng bắn đạn thật gần biên giới của Trung Triều làm cho 1.200 binh lính và 36 xe bọc thép của phía Bắc Kinh chạy toán loạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền của ông Tập Cận Bình gây ra khi mà phía Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un phải điều trị. Phía Bắc Kinh đã bí mật điều rất nhiều xe tăng và pháo cao xạ cùng 1.500 quân lính tràn sang biên giới của Bắc Triều Tiên, hòng đánh úp để chiếm đóng một phần lãnh thổ của đất nước của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, quân đội của Bình Nhưỡng quá cảnh giác khi phát hiện ra phía Trung Quốc đem quân sang chiếm đóng. Lập tức, Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng đã phát lệnh cho quân đội của nước này điều gấp 6.000 binh lính và mang ra rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại. Trong đó, không thể thiếu một loại vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên, đó chính là các tên lửa đạn đạo và tên lửa xuyên lục địa. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, vào đêm ngày hôm đó, quân đội của Bắc Triều Tiên đã cho bắn đạn thật để phát lệnh cho một cuộc đối đầu khủng khiếp với phía Trung Quốc ở khu vực biên giới giữa Trung Triều, nhưng phía Bắc Kinh không có một sự phản kháng nào hết khi thấy quân đội của Triều Tiên nổ súng mà phía Bắc Kinh đã cho toàn bộ quân lính và xe tăng tháo chạy toán loạn để thoát thân. Vì vậy, một cuộc đụng độ ngày hôm qua không có một thương vong nào xảy ra, mặc dù tiếng súng đã nổ. Thưa quý vị, nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao trong những ngày vừa qua, truyền thông trên toàn thế giới liên tục đưa tin về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un, người đứng đầu đất nước Bắc Triều Tiên, đang có vẻ như không được tốt, nhưng phía Trung Quốc lại vẫn đem quân đi xâm chiếm và tại sao phía Bắc Kinh lại cho quân lính và xe tăng tháo chạy toán loạn mà không có một màn đáp trả đối đầu nào với cả Bình Nhưỡng? Thì xin thưa với quý vị rằng do nắm bắt được tình hình nội bộ
của Triều Tiên, phía Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội này để đem quân sang xâm chiếm một phần lãnh thổ ở biên giới Trung Triều. Tuy nhiên, không có sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, người đứng đầu của đất nước tên lửa này, Bình Nhưỡng vẫn cho quân đội trực chiến 24/24 giờ, bởi vì họ hiểu được rằng Trung Quốc là một nước mà luôn muốn lợi dụng tình hình trong khu vực để đi gây hấn, bắt nạt, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Cho nên quân đội của Bình Nhưỡng luôn có mức cảnh giác cao độ cao nhất, và sự vụ ngày hôm qua là một minh chứng xác thực cho điều đó. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, truyền thông trên toàn thế giới đề cập rất nhiều tới sức khỏe của ông Kim Jong-un. Nhưng hiện tại thì chưa có một thông tin nào chính xác cho thấy rằng sức khỏe của ông đang trầm trọng. Có một bài báo của Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng như của Trung Quốc nói rằng sức khỏe của ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tối cao của đất nước Triều Tiên, đang có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Tổng thống Mỹ, khi ông Joe Biden, người được cho là bạn thân của ông Kim Jong-un mới đây, đã lên tiếng nói rằng bạn tôi vẫn có một sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe tình hình hiện tại của ông Kim Jong-un như thế nào thì chúng ta sẽ được rõ sau phần cuối của bài ngày hôm nay. Còn quay trở lại với việc Trung Quốc lợi dụng tình hình để đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải ở biên giới Trung Triều là một tội ác không thể nào mà chối cãi được. Các nước trong khu vực đồng loạt lên tiếng phản đối chính phủ của Bắc Kinh. Tất cả các nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, kể cả là Nga, trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo và lên án phía Trung Quốc khi cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình quá lộng hành, quá coi thường luật pháp quốc tế khi liên tục đưa tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng lãnh hải, lãnh thổ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn tỏ ra là hai mặt. Các nhà quan sát bóc mẽ rằng chính phủ Trung Quốc một mặt tỏ ra rất quan tâm tới tình hình sức khỏe hiện tại của ông Kim Jong-un, nhưng mặt khác, chính phủ của Bắc Kinh vẫn muốn lợi dụng tình hình này để đem quân đi xâm chiếm một phần lãnh thổ ở biên giới Trung Triều. Bằng chứng là việc vào ngày hôm kia, truyền thông của Hàn Quốc cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ cho ông Kim Jong-un. Tờ báo Hàn Quốc nói rằng Trung Quốc lòng như lửa đốt khi có những thông tin đồn đoán rằng sức khỏe của người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim, đang gặp vấn đề trầm trọng. Chính vì điều này mà chính phủ Trung Quốc đã điều một đoàn nhân viên y tế cấp cao để tới thủ đô Bình Nhưỡng giúp đỡ cho ông Kim Jong-un. Nhưng phía Triều Tiên không nhận sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc, bởi vì họ lo ngại âm mưu của Trung Quốc trong vấn đề này là rất lớn. Thưa quý vị, hôm qua, tờ báo Tokyo của Nhật Bản có một bài viết như sau: sức khỏe lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un và cục diện ở Đông Bắc Á. Tờ báo của Nhật nói rằng nếu ông Kim Jong-un có vấn đề không ổn về mặt sức khỏe thì nó sẽ tiềm ẩn gây bất ổn cho khu vực Đông Bắc Á này. Tờ báo của Nhật Bản cho biết trong những ngày vừa qua, dư luận trên toàn thế giới không khỏi xôn xao về sức khỏe của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un, nhất là khi lãnh đạo ông Kim bị cho là vắng mặt trong lễ mừng sinh nhật của ông nội mình với Triều Tiên. Đó là một sự kiện cực kỳ quan trọng và gần như không thể vắng mặt lãnh đạo cấp cao nào. Trong cả bối cảnh đó, nếu ông Kim có vấn đề về sức khỏe thì các nước đặc biệt quan tâm là ai đang nắm quyền kiểm soát quân đội và kho hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn nó đang có những ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chính trị trên toàn thế giới nói chung và tình hình Đông Bắc Á nói riêng. Bởi đơn giản là nếu như bán đảo của Triều Tiên bỗng nhiên căng thẳng thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc có thể sẽ không biết sẽ trao đổi với ai để giải quyết vấn đề này. Thêm vào đó, còn một nỗi lo khác, đó chính là Mỹ và các nước ở khu vực Đông Bắc Á sẽ phải đối mặt. Nếu như ông Kim có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì liệu có xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực nội bộ hay không? Và tất nhiên, nếu Triều Tiên có biến động lớn thì hàng loạt các vấn đề đặt ra, mà nổi cộm nhất là phát sinh dòng người rời khỏi nước này. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, Mỹ hiện đang theo dõi sát sao thông tin nói rằng Chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong-un đang nguy kịch sau một cuộc phẫu thuật kéo dài. Cụ thể, đài CNN của Mỹ dẫn thông tin từ một quan chức của Mỹ giấu tên, được miêu tả là người có hiểu biết trực tiếp về những thông tin và khẳng định rằng ông Kim Jong-un đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cùng ngày đã dẫn nguồn tin của Hàn Quốc cũng như Trung Quốc, Nhật Bản bác bỏ thông tin này. Theo đó, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc khẳng định ông Kim Jong-un không bị bệnh nặng. Lời khẳng định này liên quan tới các thông tin mà ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Theo hãng tin CNN cho biết, ông Kim được cho là đã vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội cố lãnh tụ Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 8.
Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp chính phủ vào 4 ngày trước đó, tức là ngày 11 tháng 8. Ngày 15 tháng 8 là ngày rất quan trọng của đất nước Triều Tiên và ngày này đã trôi qua mà không có sự xuất hiện nào của ông Kim Jong-un. Điều đó nói lên rằng ông Kim đang bị bệnh hoặc đang đi đâu đó và nguyên nhân ông đang làm gì. Ông đang ở đâu? Bây giờ vẫn là một câu hỏi lớn mà chưa có một câu trả lời nào chính xác nhất. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng trên thực tế, các nhà lãnh đạo của Triều Tiên như ông Kim Jong-un không xuất hiện hay có xuất hiện chính thức vào một lễ kỷ niệm nào đó trong quá khứ thì đó vẫn là chuyện bình thường. Nhưng hãng CNN của Mỹ cho biết cũng đã liên lạc với Cục Tình báo Trung ương và Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng như phía Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin nào phản hồi từ các cơ quan nêu trên. Trong khi đó, các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên đưa ra rất nhiều các thông tin mâu thuẫn với nhau. Thưa quý vị, như vậy, tính tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều thông tin báo chí trên toàn thế giới cũng như là lãnh đạo các nước đều tò mò đặt ra câu hỏi rằng ông Kim Jong-un hiện đang ở đâu và đang làm gì mà để cho truyền thông săn lùng đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng, ông Kim Jong-un tiếp tục không xuất hiện trong ngày Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội. Giữa lúc nổi lên một số tin đồn về sức khỏe của ông, đó là thông tin mà một tờ báo của Nhật Bản cho biết. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết thêm sau khi vắng mặt trong ngày sinh nhật cố nhà lãnh đạo lập quốc ông Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo đương nhiệm ông Kim Jong-un tiếp tục không xuất hiện trong ngày thành lập quân đội của Triều Tiên hôm kia 25 tháng 8. Sự vắng mặt liên tiếp của ông Kim tại các sự kiện lớn hàng đầu của Bắc Triều Tiên đồn thổi rằng ông đang có vấn đề về sức khỏe. Còn theo truyền thông và nhà nước Triều Tiên hôm kia ngày 25 tháng 8, tập trung đưa tin về lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày thành lập quân đội của nước này. Hãng thông tấn xã Trung ương của Triều Tiên KCNA năm nay viết về lịch sử của quân đội Triều Tiên cũng như vai trò của nhà lập quốc ông Kim Nhật Thành, tức là ông nội của ông Kim Jong-un trong thời gian Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của đế quốc Nhật Bản. Theo hãng tin AP cho biết, thì từ ngày 11 tháng 8 tới ngày hôm qua, 26 tháng 8, tức là 2 tuần không có một hình ảnh nào đại diện của ông Kim Jong-un được công bố trên truyền thông, truyền hình của nhà nước Triều Tiên. Ngày thành lập quân đội là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng và lớn nhất đất nước của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un lại vắng mặt. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần vừa qua, ngày sinh nhật ông nội ông Kim và ngày thành lập quân đội, một trong hai ngày quan trọng bậc nhất của đất nước tên lửa này, nhưng không có xuất hiện của ông Kim. Điều đó nói lên rằng sức khỏe của ông Kim không được tốt và ông đang phải nhập viện. Tuy nhiên, hãng truyền thông của Triều Tiên thì chưa đưa ra một thông tin chính thức nào cho truyền thông thế giới biết về sức khỏe của ông Kim và đó vẫn là một bí mật và bí hiểm. Hàn Quốc sau đó cho biết Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong ngày 14 tháng 8. Một phần trong kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo ông Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, trái với mọi năm, ông Kim Jong-un năm nay không trực tiếp quan sát vụ phóng tên lửa trên. Thưa quý vị, vậy cuối cùng câu hỏi đặt ra là ông Kim đang ở đâu và đang làm gì mà vẫn chưa xuất hiện? Thì theo tờ báo Daily NK, tờ báo chuyên quan sát nghiên cứu tình hình của Triều Tiên cho biết sức khỏe của ông Kim Jong-un ngày càng xấu đi. Trong những tháng gần đây do hút thuốc quá nhiều, ông ta bị béo phì cũng như làm việc quá độ. Theo tôi biết thì ông ấy vật lộn với nhiều vấn đề về bệnh tim mạch. Từ tháng 8 năm 2009, tình hình ngày càng xấu đi sau khi nhiều lần thăm núi thiêng ở Petu. Tờ báo Daily NK trích dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết như vậy. Tờ báo Daily NK còn cho biết ông Kim Jong-un đã nhập viện từ hôm 12 tháng 8. Vào ngày hôm kia 25 tháng 8, chuyên gia giám sát tình hình của Triều Tiên cho biết những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một đoàn tàu đặc biệt nhiều khả năng thuộc về nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong-un đã xuất hiện tại một thị trấn nơi có khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Busan hôm ngày 23 tháng 8. Đây được cho là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un. Đáng chú ý, quãng đường từ khung ga tới Busan chỉ mất khoảng 50 km đường bộ. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết rằng, việc ông Kim Jong-un bất ngờ vắng mặt thời gian vừa qua thực tế không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vào tháng 9 năm 2014, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một tháng bất ngờ vắng mặt. Khi đó, truyền thông quốc tế cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ông Kim gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2014, tức là sau một tháng, truyền thông của nhà nước Triều Tiên đã đăng tải hình ảnh của ông Kim Jong-un. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 8, đích thân Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã nói với truyền thông của Mỹ rằng lãnh đạo ông Kim Jong-un trong tình trạng nguy hiểm sau khi phẫu thuật tim là hoàn toàn sai sự thật. Ông Biden đã chính thức chỉ trích hãng tin CNN của Mỹ. Một nguồn tin Hàn Quốc hôm kia ngày 24 tháng 8 cho rằng ông Kim có khả năng sẽ sớm xuất hiện. Thưa quý vị, như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của ông Kim như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn. Có rất nhiều câu hỏi phải nói rằng ông đang làm gì mà ông đang ở đâu thì hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất.
Tin rúng động Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang đối mặt với án tử khi thế giới chỉ ra 9 dấu hiệu cho thấy chiếc ngai vàng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị lung lay. Thưa quý vị, truyền thông của châu Á cho biết Trung Quốc giờ đang rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang đứng trước mối nguy lớn, đó là sụp đổ bất cứ lúc nào. Bản thân của ông Tập cũng đang lo sợ những điều tồi tệ sắp xảy ra với cả Bắc Kinh. Nhưng ông đang không biết phải làm sao khi mà Trung Quốc đang rối ren trong các vấn đề như chống chọi lại với mối nguy hiểm họa từ dịch bệnh cho đến nội bộ và các vấn đề quan trọng trong Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Quốc. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết hôm qua, các giới chức cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho triệu tập gấp các lãnh đạo cấp cao thuộc cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố, thuộc hàng ngũ, quân đội và chính phủ của Bắc Kinh để họp gấp, họp kín, đưa ra các giải pháp cấp bách trong bối cảnh mà Trung Quốc đang đối mặt với một loạt các an nguy làm cho quan chức chính quyền ông Tập Cận Bình đứng ngồi không yên trong suốt những tuần vừa qua. Theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, cho nên đích thân người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình là người sẽ chủ trì cuộc họp kín nói trên. Trong buổi họp, ông Tập đã nêu ra 4 nguy cơ lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt. Một là bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona đang gây ra, làm tê liệt 31 tỉnh, thành phố trên toàn đất nước Trung Quốc. Hai là các công ty, các tập đoàn phải đóng cửa trước nguy cơ bệnh dịch. Ba là nền kinh tế của Trung Quốc khả năng sẽ rơi vào một thảm cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay, khi toàn bộ Trung Quốc bây giờ đang rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. 4 là các vấn đề như Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và Campuchia chưa giải quyết xong, vẫn còn một mớ hỗn độn. Trung Quốc đã đổ không biết bao nhiêu tiền của vào các vấn đề nêu trên, nhưng đến bây giờ nó đã đứng trước nguy cơ bị đổ bể. Các nhà quan sát cho rằng chính quyền của ông Tập đang đối mặt với nguy cơ bị chôn vùi nếu như mà Bắc Kinh không đưa ra được những quyết sách đúng đắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng dù chính quyền của ông Tập Cận Bình có cố gắng tới nhường nào cũng khó có thể cứu vãn được tình hình Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, bởi vì Bắc Kinh bây giờ không như Bắc Kinh của những năm tháng về trước nữa rồi. Thưa quý vị, theo một quan chức cấp cao trong chính phủ của Trung Quốc tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình đang rất run sợ khi nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với 9 mối nguy lớn, báo hiệu chính quyền của ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới ngày tận số cho năm 2021 và có thể năm 2022 Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và 9 mối nguy đó, một là tình hình về Biển Đông. Trung Quốc cho rằng tình hình Biển Đông đang hết sức phức tạp vì Bắc Kinh đang bị các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới cô lập cũng như tẩy chay. Hai là chiến tranh thương mại với Mỹ đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế của Trung Quốc. Năm ngoái, một thống kê cho biết nền kinh tế của Bắc Kinh đã rơi vào tình hình cực kỳ khó khăn khi liên tục hứng nhận đòn thuế quan đến từ chính phủ Mỹ, và đó là nguyên nhân dẫn tới nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng thấp nhất trong vòng 100 năm vừa qua. Ba là Trung Quốc muốn thống nhất Đài Bắc nhưng bị chính quyền nữ tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh Văn kiên quyết phản đối sáp nhập vào với Bắc Kinh. Bốn là đảo Điếu Ngư liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Nhật Bản, và mỗi lần đối đầu Trung Quốc đều bị thất bại trước quân đội của Nhật Bản. Năm là tình hình bất ổn chính trị trong nước khi các đảng phái đang đấu đá nhau một cách thậm tệ. Sáu là các công ty, các tập đoàn của nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc để đi tìm các vùng đất mới vì sợ Trung Quốc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ cũng như sao chép công nghệ. 7 là nạn thất nghiệp, phá sản xảy ra khắp đất nước Trung Quốc. 8 là các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất nước của Campuchia đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden lên án, chỉ trích, đặc biệt là ngày hôm kia, Mỹ đã điều máy bay B-52 dội bom lên các căn cứ quân sự của phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bành trướng và mở rộng phạm vi tầm ảnh hưởng quân sự của quân đội Trung Quốc ở khu vực châu Á. Mối nguy thứ 9, mối nguy được cho là cực kỳ quan trọng bởi vì không chỉ Trung Quốc mà tất cả các nước trên thế giới đang căng mình chống chọi, đó là dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra. Lúc đầu, tâm dịch được phát hiện vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Nhưng đến nay, tính tới thời điểm hiện tại, nó đã lan ra khắp đất nước của Trung Quốc và 210 quốc gia khác trên toàn thế giới này.
đó là 9 dấu hiệu cho thấy chính quyền ông Tập Cận Bình đang trên con đường dẫn tới sự sụp đổ. Thưa quý vị, có một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trong những tuần vừa qua đã xuất hiện những thế lực tẩy chay chống lại chính quyền của ông Tập vì cho rằng Trung Quốc đang trên đà phát triển và thịnh vượng, thì dưới bàn tay chỉ đạo của ông Tập, Bắc Kinh đang rơi vào thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Và ý kiến cho rằng đó là do sự độc đoán của chính quyền ông Tập nên bây giờ Trung Quốc đã bị nhân quả báo ứng. Còn ý kiến khác cho rằng do Trung Quốc đã tỏ ra hống hách thường xuyên bắt nạt các nước láng giềng xung quanh mình, coi thường luật pháp của quốc tế và không tôn trọng các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Cho nên bây giờ Bắc Kinh bị cô lập và bị cộng đồng của quốc tế tẩy chay dẫn đến tình cảnh lao đao. Vâng, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, vào hôm 12 tháng 8 tại Bắc Kinh, trong một bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã trấn an hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng thế giới rằng Trung Quốc sẽ trở lại ngôi vị số 1 của thế giới sau khi dịch bệnh corona kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tờ báo CNN có bài Một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào? Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên, với quân đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng, kéo theo phản ứng của Hoa Kỳ thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc và ngày càng có nhiều kịch bản về một cuộc chiến Mỹ-Trung được đưa ra. Trang mạng Bloomberg của Mỹ ngày 25 tháng 4 năm 2021 đã đăng ý kiến của một người có thể gọi là trong cuộc, cựu đô đốc Hải quân Mỹ James Stavridis, từng là tư lệnh tối cao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, là người đã phục vụ nhiều năm trong Hải quân Mỹ ở miền Tây Thái Bình Dương, đã theo dõi đà vươn lên của Hải quân Trung Quốc. Trong bài 4 cách thức mà một cuộc chiến tranh trên biển Mỹ-Trung có thể diễn ra, Four Ways a China-US War as the Cloud Play Out, cựu đô đốc Chatterjee đã cho rằng điểm nóng dễ có thể khả năng bùng nổ nhất là Đài Loan, nhưng xung đột có thể xảy ra ở biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc Ấn Độ Dương. Hải quân Trung Quốc giờ đây đã trở thành đáng ngại. Mở đầu bài viết của mình, cựu đô đốc Mỹ trước hết ghi nhận đà vươn lên đáng ngại của quân đội và đặc biệt là Hải quân Trung Quốc từ một lực lượng không có gì đáng nói vào những năm 1970 đã trở thành một đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Tác giả ghi nhận, vào giữa những năm 1970, tôi ra khơi với tư cách là một người lính trẻ, lần đầu tiên xuất quân sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Từ San Diego, bang California, chúng tôi đi về phía Tây trên một khu trục hạm lớp Squadron hoàn toàn mới. Là một thủy thủ thời chiến tranh lạnh, tôi vô cùng thất vọng khi tàu của tôi không đi vào vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương để thách thức hạm đội Liên Xô rất nổi tiếng. Thay vào đó, hành trình kéo dài 6 tháng của chúng tôi tập trung vào vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, những khu vực ngoài khơi miền Bắc nước Úc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Trong ký ức của chúng tôi vào thời xa xưa ấy là một mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Cộng, theo cái gọi của chúng tôi lúc đó. Vào khi ấy, Trung Quốc có một lực lượng hải quân ven biển có năng lực, nhưng chiến hạm hay chiến đấu cơ của lực lượng mang một cái tên kỳ lạ là Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân không hề là một đối thủ đáng kể. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Trong suốt sự nghiệp hải quân của mình, tôi đã theo dõi Trung Quốc cải thiện một cách từ từ, tỉ mỉ và khôn khéo mọi khía cạnh của lực lượng hải quân của họ. Đà cải thiện đã tăng gia tốc đáng kể trong thập kỷ qua khi Trung Quốc gia tăng số lượng tàu chiến tối tân, triển khai đội tàu này ra khắp khu vực và xây dựng các đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự ở Biển Đông. Trung Quốc hiện là một đối thủ ngang hàng của Hoa Kỳ ở những vùng biển đó và điều này hàm chứa những rủi ro thực sự. Tác giả ghi nhận 4 điểm nóng trên biển riêng biệt nơi Hải quân Trung Quốc có thể mở một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh và các đối tác Mỹ, eo biển Đài Loan, Nhật Bản và biển Hoa Đông, Biển Đông. Các vùng biển xa hơn xung quanh các nước láng giềng khác của Trung Quốc bao gồm Indonesia, Singapore, Úc và Ấn Độ. Biển Đông, hải quân nhiều nước chen chúc bên nhau. Về hiện trạng Biển Đông, cựu đô đốc Stadidis ghi nhận sự hiện diện đông đảo của chiến hạm các nước bên cạnh đám đông tàu cá, tàu buôn, tàu dầu, dàn khoan dầu khí trong một tuyến đường thủy bận rộn vận chuyển gần 40% lượng hàng gửi bằng đường biển của thế giới. Ngoài chiến hạm của Mỹ và Trung Quốc, còn có tàu thuyền của các nước trong khu vực như Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Các quốc gia châu Á Thái Bình Dương khác bao gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng duy trì sự hiện diện quân sự, chưa kể đến chiến hạm đến từ Pháp, Đức, Anh cũng thường xuyên triển khai ở đó.
tình hình Biển Đông đã trở thành căng thẳng do các yêu sách chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và quốc gia ven biển. Bắc Kinh là bên đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông dựa vào các chuyến đi của Đô đốc Trịnh Hòa từ những năm 1600. Trung Quốc ngay từ những năm 1940 đã vạch ra cái gọi là đường chín đoạn, một ranh giới trên biển mà họ dùng để duy trì sự hư cấu về chủ quyền. Yêu sách đó đã bị hầu hết các quốc gia trong khu vực tranh chấp. Một tòa án quốc tế đã bác bỏ phần lớn yêu sách của Trung Quốc vào năm 2016. Hoan hô, Mỹ điều hai tàu chiến cỡ lớn tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc nhằm cảnh báo Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn khi gần đây phía Trung Quốc liên tục có những động thái vi phạm luật pháp quốc tế, làm xói mòn lòng tin và làm mất an ninh an toàn cho khu vực Đông Nam Á. Phía chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ ngông cuồng khi công bố phê chuẩn thành lập hai đơn vị hành chính mới có tên gọi là quận Tây Sa và ở quận Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa trên Biển Đông, bất hợp pháp và cực kỳ vô lý. Phía Trung Quốc còn điều một nhóm tàu hung dữ như nhóm tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu do thám, tàu dân quân, tàu đánh cá ngụy trang mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, hộ tống con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10, liên tục xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực để khảo sát trái phép. Chúng còn ngang nhiên đâm chìm tàu cá của ngư dân. Một mặt, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn miệng nói rằng Trung Quốc là nước yêu trụng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng muốn làm bạn tốt và 16 chữ vàng với tất cả các nước xung quanh mình. Nhưng những gì phía Trung Quốc đã và đang làm thì hoàn toàn ngược lại. Nhận thấy sự nguy hiểm nói trên, Mỹ hôm qua đã điều gấp hai con tàu chiến cỡ lớn của hạm đội Hải quân Hoa Kỳ đi với tốc độ cao, di chuyển nhanh chóng áp sát vào nơi mà nhóm tàu hải cảnh, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đang có những hoạt động trái phép ở trên Biển Đông. Và ngay lập tức đụng độ đã xảy ra. Các nhà quan sát cho biết sau khi thấy hai cái tàu chiến cỡ lớn của Mỹ di chuyển vào Biển Đông, nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc đã bí mật cho dàn trận bao vây, đồng thời phát đi tín hiệu xua đuổi tàu chiến của Mỹ. Với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, cũng như bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, theo đúng cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây. Cho nên, hai tàu chiến của Mỹ đã lập tức phát lệnh cho thủy thủ đoàn phối hợp tăng tốc, bẻ lái, đâm trực diện một con tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc. Và cú đâm mạnh đó đã làm cho tàu Trung Quốc bẹp rúm. Một lúc sau, nước tràn vào, làm chìm xuống đáy Biển Đông. Sau khi nhận thấy tàu của mình bị đâm bẹp, nhóm tàu còn lại của phía Trung Quốc đã cho tháo chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua Hải quân của Hoa Kỳ đã xác nhận điều hai tàu chiến hiện đại mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường và máy bay ném bom tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát, đối đầu với Trung Quốc giữa lúc mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho Hải quân của nước này xâm phạm vào vùng biển của Indonesia và Malaysia. Tờ báo của Mỹ còn cho biết, trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động ngông cuồng bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp của quốc tế. Điều đó là không thể nào chấp nhận được. Trung Quốc đã không tôn trọng vùng biển, vùng lãnh hải của các nước trong bối cảnh mà cả thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc phòng chống đại dịch Covid. Thì chính phủ của Bắc Kinh lại ra sức lợi dụng tình hình nói trên, đem quân lính tàu thuyền gây chiến gây gỗ trên Biển Đông, làm mất an ninh an toàn trong khu vực, làm xói mòn lòng tin của các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Hành vi của Trung Quốc là quá ngạo mạn và ngông cuồng, cần phải được trừng trị và trừ khử ngay lập tức. Theo các nhà quan sát cho biết thì rất nhiều nước trong khu vực cũng như là cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ và hoan nghênh Mỹ, Nga hoặc một nước nào đó trên thế giới ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất của thế giới, cũng như bảo vệ các đối tác, các đồng minh, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết Biển Đông đang bị đe dọa mà nguyên nhân không ai khác chính là do phía Trung Quốc gây ra. Do vậy mà ngày hôm kia, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã chính thức lên tiếng chỉ trích phía Bắc Kinh. Ông nói rằng Trung Quốc cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng luật pháp của các nước trong khu vực cũng như vùng đặc quyền kinh tế, vùng lãnh hải của các nước. Bắc Kinh cần phải bị loại bỏ và cô lập nếu như gây hấn với cả các nước. Mỹ kêu gọi các nước hãy đoàn kết để ngăn chặn âm mưu thủ đoạn mà Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Ông Lloyd Austin nói rằng, trong thời gian tới, Mỹ sẽ liên tục điều tàu sân bay, điều tàu chiến cũng như là máy bay để xuất hiện dày đặc trên Biển Đông, hòng ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc để bảo vệ đồng minh cũng như đối tác của mình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang rất bận, họ đang dồn toàn lực toàn tâm để ngăn chặn con virus mang tên là COVID. Hoa Kỳ không muốn có một sự căng thẳng hay xung đột nào thêm.
Tuy nhiên, trước một Trung Quốc ngông cuồng, không tuân thủ luật pháp quốc tế, không tôn trọng luật pháp cũng như lãnh hải của các nước trong khu vực, luôn thể hiện ta đây là một nước lớn, đông dân gây sức ép với cả các nước lấy thịt đè người, ỉ mạnh hiếp yếu, cho nên chính phủ của Mỹ đã quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc. Và lần này, Mỹ sẽ không khoan dung, khoan nhượng với cả phía Trung Quốc nữa. Mà lần này, Hoa Kỳ sẽ trừng trị tận gốc Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, vào tuần trước, Trung Quốc đã ngang ngược đẩy mạnh yêu sách vô lý chủ quyền trên Biển Đông, với cái gọi là tứ xa để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, với thất bại trong yêu sách đường lưỡi bò sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCI vào năm 2017, Trung Quốc đã đưa ra chiến thuật mới trên Biển Đông, đó là yêu sách tứ xa sai trái và vô lý, cùng với việc gửi các công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bằng các tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính cấp huyện, quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đang thực hiện việc thể chế hóa cái gọi là tứ xa trong hệ thống quản lý quốc gia, là bước đi mới để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Tờ báo của Nhật Bản cho biết các hoạt động của Trung Quốc có tác động rất xấu tới hòa bình, an ninh, an toàn, sự duy trì luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là những hành động bắt nạt, cưỡng ép, dùng sức mạnh vũ lực để bắt nạt đối với cả các nước trong khu vực, hòng tuân theo các yêu cầu sai trái, vô lý của phía Bắc Kinh. Do vậy, bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế, chính phủ của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại tới quyền lợi của các nước xung quanh khu vực Biển Đông, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tập đoàn khai thác dầu khí của Mỹ và Nga. Chính vì điều đó mà trong một tuần vừa qua, hải quân của Washington và Moscow liên tục cho tàu chiến mang theo máy bay và tên lửa xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, trong cả bối cảnh mà các nước ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, các hành động của Trung Quốc đã phá vỡ lòng tin, làm cho việc đàm phán COC trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nếu như Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN không khéo léo và xử lý phù hợp với cả phía Bắc Kinh, các hoạt động trên biển có tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột vũ trang giữa một bên là Trung Quốc và một bên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, cần chú ý rằng từ khoảng nửa cuối năm 2019 tới nay, phía Trung Quốc liên tục điều con tàu địa chất Hải Dương 10 thăm dò tài nguyên vùng EZ và thềm lục địa của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines, Brunei. Về mặt chính trị và kinh tế, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn dùng sức mạnh để áp đặt các nước xung quanh ở Biển Đông, buộc các nước này phải chấp nhận yêu sách vô lý và trái phép của mình. Bắc Kinh cũng đã triển khai rầm rộ các tàu để tập trận trên Biển Đông, để thị uy sức mạnh cũng như dung oai với cả các nước trong khu vực, hòng thách thức thế giới và thách thức Mỹ. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang triển khai thực hiện tất cả các biện pháp chính trị, quân sự, ngoại giao, quản lý hành chính nhà nước và trên thực địa nhằm thực hiện hóa những yêu sách sai trái của mình trên vùng biển này. Bắc Kinh đang lợi dụng luật pháp quốc tế để thực hiện một cách rất bài bản các bước đi nhằm chiếm đóng các quần đảo của các nước trong khu vực. Trong lúc cả thế giới đang dồn lực chống dịch, Trung Quốc lại tranh thủ đánh úp cộng đồng quốc tế bằng những hành động trái với cả luật pháp quốc tế, tác động xấu tới hòa bình, an ninh và ổn định trên vùng biển này. Với tính chất ngang ngược và bất chấp luật pháp như thế, trong thời gian tới, Trung Quốc có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động nguy hiểm lớn hơn. Các nhà nghiên cứu về Biển Đông đưa ra khuyến cáo đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ và Nga. Trong thời gian này, phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc. Các nước phải thường xuyên điều tàu khu trục, điều tàu tuần duyên, tuần tra, liên tục giám sát các vùng biển của mình, bảo vệ các biển đảo của mình, bảo vệ Biển Đông trước sự tăng cường gây sức ép của phía Trung Quốc. Và chỉ có như vậy thì mới ngăn chặn được sự bành trướng, cũng như là ngăn chặn đứng những cái âm mưu thủ đoạn nham hiểm mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Và chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì các bước đi xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc được cho là rất bài bản. Chúng ta phải hết sức dè chừng.